Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thưa toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, thưa quý vị thiện nam tín nữ Phật tử các giới đang trực tuyến online thông qua màn hình điện thoại, màn hình tivi để tham dự thời khóa tụng kinh Vu Lan báo hiếu nhân mùa Vu Lan năm 2021. Trong lúc dịch bệnh đang hoành hành, diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần và vật chất của tất cả chúng ta. Ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu là ngày lễ quan trọng của người con Phật nói riêng và toàn thể cộng đồng nói chung, nhưng không được tổ chức một cách trang trọng, đông đảo. Tuy nhiên, những điều hạn chế đó cũng không làm ngăn cản được cái tâm hướng thiện, tâm hiếu đạo của người con Phật chúng ta. Để hôm nay tất cả chúng ta đang ngồi tại nhà, nhưng tâm chúng ta đang hướng vọng về mười phương chư Phật, hướng vọng về với cội nguồn dân tộc tổ tiên, hướng vọng về công ơn sinh thành của cha của mẹ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, trong tinh thần hoài niệm kính nhớ đến ơn đức cao quý của cha của mẹ ngàn đời chúng ta không bao giờ đền đáp nổi. Như kinh Vu Lan vừa rồi chúng ta đã đọc, dù một vai cộng mẹ, một vai cộng cha, đi khắp hòn núi Tu Di thì sự khó khăn đó cũng không bao giờ sánh bằng công ơn khó khăn nhọc nhằn của cha mẹ đã dành cho chúng ta. Việc khó như mổ bụng để mà rút hết tâm can trong cơ thể của mình, việc đó khó làm lắm. Nhưng dù việc khó như vậy cũng không sao sánh bằng việc khó đối với việc mà chúng ta trả hết công ơn của cha, của mẹ, của tổ tiên, của ông bà. Cho nên trong cuộc đời này của chúng ta, cha mẹ là vị Phật sống của tất cả chúng ta. Vì trên cuộc đời này không ai có thể lấy cái tâm thân của mình đứng ra để bảo vệ sự sống cho mình cả. Dù người đó là người sánh bước với quý vị đến trăm năm, dù đó là người nào đi nữa, nhưng không có ai có thể đứng ra để mà che chắn của tất cả quý vị. Không ai đứng ra để che chắn cái tánh mạng cho tất cả quý vị ngoài cha, ngoài mẹ. Cho nên công ơn như trời biển ấy, chúng ta không có dùng ngôn từ nào để diễn tả cho hết, không lời nào để nói cho cùng tận công ơn của cha, của mẹ. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi có nghe một số cái câu nói hết sức là hay
hết sức là thấm thía về công ơn sâu dày ấy. Bây giờ Thầy xin mời quý vị cùng lắng nghe và ngẫm nghĩ để chúng ta thấm thía từng câu nói hết sức là thâm diệu của công ơn trời biển mà chúng ta đang hướng đến đó. Quý vị cùng với chúng tôi cùng lắng nghe. Câu thứ nhất: cơm người khó lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Dẫu cha mẹ có khó khăn, cũng cho con đủ gối chăn cơm lành. Khi chúng ta ở với gia đình có cha có mẹ, chúng ta thấy rằng cái chén cơm của cha mẹ làm ra sẵn cho chúng ta ăn, chúng ta thấy đơn giản lắm. Nhưng nào suy nghĩ sâu sắc hơn, bát cơm ấy từ đâu mà có? Có phải trên trời rơi xuống chăng? Bát cơm ấy có phải tự nhiên mà có chăng? Thưa tất cả quý vị, để có bát cơm chúng ta ăn ấy, đổi lấy bao nhiêu nhọc nhằn xương gió của cha, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mẹ đó. Có gia đình khó khăn quý vị, mẹ mình phải đi vay gạo hàng xóm để cho mình ăn. Thậm chí mẹ nhường cơm ngon, mẹ ăn cơm cháy. Vậy mà chúng ta nào hỏi han cha mẹ được một câu: cha mẹ ăn cơm chưa? Đã no chưa cha mẹ? Chúng ta đâu biết rằng cha phải ăn khoai độ, mẹ phải ăn sáng độ để nhường phần hạt cơm trắng cho chúng ta ăn. Khi chúng ta lớn khôn lên rồi, chúng ta đi làm ngoài cuộc đời, khi chúng ta xa cánh tay của mẹ, xa sự bảo bọc của cha, chúng ta mới thấy được bát cơm nó giá trị như thế nào. Có được bát cơm ấy không hề dễ dàng tí nào, thưa tất cả quý vị. Thậm chí vừa ăn vừa bị mắng, vừa bị la, vừa bị chửi, vừa bị xúc phạm trên bát cơm ấy. Cho nên chúng ta mới có cái nghe cái câu: cơm người khó lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Dẫu cha mẹ có khó khăn, cũng cho con đủ gối chăn cơm lành. Cha mẹ không bao giờ để con mình đói khổ cả. Thà cha mẹ đói chứ để con phải có ăn, có mặc, ấm no với đời. Câu thứ hai muốn gửi đến quý vị: mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt, cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi. Thưa quý vị, tình yêu thương của cha, tình yêu thương của mẹ dành cho tất cả chúng ta ấy, là một tình thương vĩ đại. Không có người cha người mẹ nào không thương con. Chỉ có điều cách thương của cha, cách thương của mẹ khác nhau thôi. Mẹ thương ta từ những tiếng nói đầu tiên
à ơi, khi chúng ta chưa biết cất tiếng chào đời, thì những lời ru ngọt ngào của mẹ, những lời hò ấm áp của mẹ đã đi vào lòng của chúng ta. Những tiếng ba, những tiếng mẹ, những tiếng a, những tiếng ơi đầu tiên của chúng ta là được mẹ chúng ta dẫn dắt và tập nói cho chúng ta bước vào đời. Những tiếng ru giữa đêm hè những lời yêu thương ngọt ngào vỗ về của mẹ khi con vấp ngã, tình yêu của mẹ dành cho con ngọt ngào như dòng sữa. Và dòng sữa cũng là cái thức ăn đầu tiên khi con chào đời. Khi con lọt lòng mẹ, thức ăn đầu tiên đó chính là giọt sữa của mẹ. Giọt sữa của mẹ ngọt ngào và bổ dưỡng để nuôi lớn tất cả chúng ta thành người từ đó. Và tình yêu thương của mẹ dành cho tất cả chúng ta cũng ngọt ngào y như vậy. Khi chúng ta té ngã, mẹ là người đầu tiên lấy tay đỡ nâng. Khi con cất tiếng khóc, mẹ là người đầu tiên tới vỗ về xoa dịu cho ta. Khi chúng ta vấp ngã trong cuộc đời, thất bại trong đường đời sự nghiệp, mẹ là người đầu tiên giang vòng tay đón lấy ta, vỗ về ta, động viên ta. Tình yêu thương của cha không ngọt ngào như mẹ. Cha không nói những lời ngon ngọt để vỗ về con, mà thay vào đó là những lời la, những tiếng trách, những sự nghiêm nghị. Con vấp ngã, cha không đỡ lấy, mà cha dạy cách con phải tự mình đứng lên trong cuộc đời này. Vì khi ra đường đời, không ai nâng đỡ chúng ta, mà phải tự mình đứng lên mà đi. Cha không dạy cho chúng ta những tiếng nói đầu tiên, nhưng cha cho chúng ta cả đường tương lai sự nghiệp. Cha dạy nắng dầm mưa dạy nắng. Cha tìm ra đồng tiền kinh tế để mà lo cho mẹ và lo cho chúng ta được có cái ăn, có cái mặc để đi đến trường, để chúng ta được bằng chúng bằng bạn. Thưa tất cả quý vị, cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng sao cha không thương mình, cha toàn la toàn trách, cha toàn nói những lời khó chịu, cha toàn nói những lời nghiêm nghị, những điều ta muốn cha không cho. Vì những điều chúng ta muốn đó là những thói hư tật xấu của mình. Nào chơi game, nào bỏ học đi chơi, nào là những việc làm vô bổ, làm hại cái tương lai sự nghiệp của mình. Vì cha thương, sợ tương lai của mình không tươi sáng, cho nên cha phải nghiêm nghị để mà đưa con vào một khuôn khổ tốt lành. Cho nên chúng ta thấy rằng tình thương của cha, tình thương của mẹ tuy có khác nhưng sâu lắng lắm tất cả quý vị. Xin mời quý vị đến câu thứ ba mà chúng ta cùng suy ngẫm. Cha mẹ giàu sang con thông thả, cha mẹ nghèo con vất vả gian nan, làm con đừng có thở than, phải hiểu cha mẹ gian nan bội phần.
gia đình nào khá giả thì con cái cũng được nương cái sự khá giả của cha mẹ đó, thì con bớt phần nhọc nhằn, con cũng được đầy đủ. Vì cha mẹ luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Những gia đình cha mẹ khó khăn hơn thì con cái không được sánh bằng những gia đình khá giả thì có phần khó khăn hơn. Nhưng phần làm con, chúng ta phải thấu hiểu rằng cha mẹ của mình đã quá vất vả rồi. Chúng ta phải làm gì đó để cảm thông cho cha mẹ, phải thương cha mẹ, phải đỡ đần thêm cho cha mẹ chúng ta. Nếu chúng ta rơi vào gia đình không được mấy khá giả thì mình phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để phụ cha mẹ một tay, để giúp cha mẹ một phần nào, để cha mẹ bớt đi nhọc nhằn. Chứ không phải chúng ta so sánh mình với chúng bạn để rồi trách cha, trách mẹ, rồi đòi cha cái này, đòi mẹ cái kia, để chúng ta đua đòi với chúng bạn, về hằng học với cha mẹ, làm cha mẹ chúng ta tổn thương. Vì chúng ta luôn luôn hiểu rằng khi cha mẹ có thì sẽ không bao giờ để chúng ta thiệt thòi. Chúng ta hiểu như vậy. Hãy thương lấy cha mẹ, đừng để cha mẹ đang mồ hôi đang rơi mà chúng ta làm thêm cho cha mẹ những giọt nước mắt rơi lệ vì chúng ta. Cha mẹ giàu sáng con thông thả, cha mẹ nghèo con vất vả gian nan. Làm con đừng có thở than, phải hiểu cha mẹ gian nan bội phần. Ấy, chúng ta hiểu rằng tình cha nghĩa mẹ thâm sâu và ấm nồng như vậy. Mẹ tôi chẳng đẹp cũng chẳng sang, nắng mưa tần tảo một đời vì con. Mẹ tôi chẳng đẹp cũng chẳng sang, nắng mưa tần tảo một đời vì con. Thưa tất cả quý vị, có ai tự thấy mẹ mình xấu không? Tự ai thấy mẹ mình lôi thôi lớt thớt không? Tất cả những sự nhọc nhằn xuống sắc của mẹ vì ai chúng ta biết không? Trước khi chúng ta chưa xuất hiện ra cuộc đời, mẹ mình là những thiếu nữ rạng người, tuổi xuân đẹp đẽ sang trọng bao nhiêu, thì khi mà chúng ta xuất hiện là mẹ đánh đổi hết tất cả những sự trẻ đẹp sang trọng của mẹ để dành cho chúng ta. Mẹ trở thành già nua đi cũng vì chúng ta. Mẹ trở thành xấu đi cũng vì chúng ta. Mẹ ăn mặc lôi thôi lớt thớt cũng vì chúng ta. Mẹ lẫm cà lẫm cấm cũng vì lo lắng và sự sanh dưỡng cho ta. Vì ta chính là khúc ruột cắt lìa từ mẹ, giọt máu của mẹ của cha là ta. Cho nên những sự xuống sắc của mẹ, những nếp nhăn trên trán của cha, những sự hy sinh
tần tảo của cha mẹ đều vì chúng ta đó. Cho nên chúng ta mới nghe câu là mẹ phối chẳng đẹp cũng chẳng sang. Chẳng đẹp chẳng sang này á là đối với tự mẹ nhận thấy sau khi mà sinh ra ta. Còn đối với chúng ta, mẹ luôn đẹp, mẹ luôn sang. Và không những sang mà mẹ thật cao cả, vĩ đại đối với chúng ta. Ngày xưa mẹ sang trọng biết bao nhiêu, ăn mặc luôn luôn đẹp, tóc tai, dung hình đều phải chăm sửa. Nhưng khi có chúng ta rồi, mẹ bỏ hết, mẹ quên hết, chỉ lo cho thai nhi trong bụng của mẹ. Và khi sanh ra rồi thì tất cả đều dành cho sự ấm êm của chúng ta thôi, không còn ngó ngàng đến cái sự đẹp đẽ riêng tư của mình nữa. Vì hạnh phúc nhất của chúng ta, xin lỗi, vì hạnh phúc nhất của mẹ chính là chúng ta. Thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục một câu mà chúng tôi rất tâm đắc. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống. Gánh nặng cuộc đời mẹ đã khổ vì con. Ơn nghĩa sinh thành con xin ghi nhớ. Suốt cuộc đời con không dám quên. Mẹ không những cho chúng ta hình hài phúc thể tốt đẹp này, mà mẹ còn mở ra cho chúng ta một cái cuộc đời tươi sáng. Như chúng tôi nói, những lúc mà chúng ta vấp ngã trên đường đời, nếu không có cha, không có mẹ bảo bọc, bao dung ấy, thì chúng ta tưởng chừng mình đã đi vào ngõ cụt và ngã quỵ ngay lúc đó rồi. Nhưng cha và mẹ không bao giờ trách móc con trước sự gục ngã ấy, mà con ơi đứng lên, hãy về với cha mẹ đi, mình làm lại con nhé, không sao đâu, bình thường mà, đứng lên đi con. Cha tiếp sức cho chúng ta bước vào đời, mẹ đỡ đần chúng ta đứng dậy để chúng ta bước tiếp. Cha tiếp thêm nghị lực cho mình để làm lại từ đầu. Nếu không có cha mẹ, chắc chúng ta không biết đi về đâu. Cảm ơn cha mẹ đã cho con cuộc sống. Gánh nặng cuộc đời cha mẹ đã khổ vì con. Ơn nghĩa sinh thành con xin ghi nhớ. Suốt cuộc đời con không dám quên. Cha là bóng cả cây cao, chở che cho con những lao đao cuộc đời. Khi chúng ta nắng, mẹ là người lấy vạt áo để che, lấy dù để chắn. Nhưng cha thì không. Cha ví như gốc cây thật là vững chắc. Từ đằng xa ấy, mình phải tự mình đứng lên để đi đến từng gốc cây đó để tựa nước, để nhờ những bóng mát của cha tỏa rực bóng mát. Với ý nghĩa rằng con hãy tự mình đứng lên đi, khó khăn chỉ là thử thách thôi con, hãy đứng lên đi tiếp đi con, hãy lại đây với cha.
con mệt con hãy tựa vào gốc cây của cha đi. Con mệt, con nóng, hãy tựa vào bóng mát của cha đi. Và cha làm như thế cả cuộc đời. Cho nên cha là điểm tựa vững chắc nhất cho cuộc đời chúng ta. Cảm ơn cha, người truyền cảm hứng cho cuộc sống của con, người cho con tình yêu, cho con sự tha thứ, âu yếm ân cần và chăm sóc cho con. Cha thương con nhưng cha không nói, mà cha hành động thôi. Cha yêu con mà cha không vỗ về đâu, cha đứng từ xa để tìm cách nào đó để tiếp sức cho con. Cha yêu thương con không như những lời ru ngọt ngào của mẹ đâu, những lời than trách của cha, những lời nghiêm nghị của cha, những trận roi đòn của cha dành cho con. Con đau một, cha đau mười, nhưng biết đau nhưng cũng phải đánh, phải roi, phải vọt. Vì đó chính là muốn uốn nắn mình đến sự tốt đẹp. Nếu không có những lời nghiêm nghị ấy, cứng rắn ấy, không có những trận roi vọt ấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng đi vào những con đường sai lầm của cuộc đời, đau khổ cả cuộc đời khi không có cha mẹ kế bên. Xin cảm ơn cha cho con cuộc đời. Trên đời này không ai, không có ai yêu thương bạn hơn cha mẹ bạn. Lúc bạn gặp khó khăn, người khác có thể quay lưng, nhưng cha mẹ thì không bao giờ. Kể cả người bạn đời của bạn đó, nó yêu bạn nhất đấy, nó thương bạn nhất đó, nhưng mấy ai có thể hy sinh cho bạn cả cuộc đời? Có nhưng mà ít lắm quý vị. Chưa nói đến những người xa xôi hơn, họ chỉ ngọt ngào, họ chỉ ân cần khi bạn có tiền, khi bạn có điều kiện, khi bạn có giá trị lợi dụng. Còn khi bạn trắng tay thì bạn không còn gì, chỉ còn cha mẹ. Trên đời này không có ai yêu thương bạn hơn cha mẹ bạn. Lúc bạn gặp khó khăn, người khác có thể quay lưng, nhưng cha mẹ thì không bao giờ. Hãy về đây với cha mẹ nghe con. Ở đó còn khó khăn lắm, con về đây với cha mẹ đi. Ở đó vất vả lắm, con về đây đi. Ấy vậy mà chúng ta đôi khi quên lãng. Mình nói những lời ngọt ngào tán tụng người đời, tha thiết tán thán người tha nhân, mà vậy chúng ta đã bao giờ dâng lên cha lên mẹ một vần thơ? Đã bao giờ dâng lên cha lên mẹ những lời nói ôn tồn? Đã bao giờ quỳ xuống trước cha mẹ nói lời xin lỗi cha mẹ vì đã làm cha mẹ khổ đau chưa? Đã có bao giờ nắm lấy tay cha mẹ để nhìn thấy những
làn da nhăn nheo trên bàn tay, sần sùi trên bàn tay của cha, vì người đã nhọc nhằn lo cho chúng ta. Có bao giờ chúng ta lấy tay sờ lên vầng trán, sờ lên nếp nhăn chân chim đôi mắt của mẹ chưa? Những nếp nhăn ấy là đổi lấy những hạnh phúc, những điều tốt đẹp của chúng ta đấy. Chúng ta đã bao giờ nghe những lời nói dối của mẹ chưa? Mẹ chưa ăn để dành phần cơm cho con. Con hỏi mẹ ăn chưa? Mẹ bảo mẹ ăn rồi, con ăn đi. Mẹ đang dối chúng ta đấy. Mẹ đang rất mệt vì cơn bão bệnh. Nhưng con đi làm xa điện thoại về hỏi mẹ, mẹ khỏe không? Mẹ bảo mẹ khỏe lắm con ơi, con yên tâm đi, mẹ khỏe lắm. Chúng ta có biết mẹ đang nói dối ta không? Cha đi làm xa, bữa cơm không có mà ăn, phải ăn cơm thừa canh cặn. Nhưng chúng ta điểm lên hỏi cha đã ăn cơm chưa, cơm có ngon không? Cha lại khoe cha đã ăn cơm rất là ngon, rất là sang. Cha đã ăn cơm nhà hàng để cho con yên tâm. Nhưng ta có biết cha đang nói dối ta không? Cha gửi tiền về để mua cho chúng ta cái cặp sách đẹp để chúng ta đi học cho bằng chúng bằng bàn. Mua chúng ta, cho chúng ta chiếc điện thoại để chúng ta liên lạc với bạn với bè, để chúng ta sánh với bạn bè. Mà tiền bạc, tiền ấy là phải đi vay đi mượn người khác có mà gửi về làm món quà cho chúng ta. Chúng ta có biết rằng cha đang nói dối mình không? Và cả cuộc đời cha, cả cuộc đời mẹ đang nói dối ta đó. Những lời nói dối của cha, những lời nói dối của mẹ đều vì hạnh phúc của ta. Thưa tất cả quý vị, ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ cha. Dù nói suốt đêm này, đến ngày mai, đến ngàn năm đi nữa, cũng không hết, cũng không hết những tình thương mà cha mẹ dành cho ta. Xin mời quý vị cùng với Thầy dành một phút tĩnh lặng, một phút nhập từ bi quán, để chúng ta một nhạc khúc, nghe một nhạc khúc về cha về mẹ, để chúng ta dành giây phút này trong mùa vu lan báo hiếu để nhớ nghĩ đến cha mẹ mình. Dù cha mẹ đang còn sống bên cạnh ta, hoặc là ở quê xa xôi, hoặc là cha mẹ chúng ta đã khuất, xin dành giây phút này hướng về cha mẹ để chúng ta cùng lắng nghe nhạc khúc về cha mẹ, để chúng ta cùng hướng về người. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nhạc khúc bất hủ, và sẽ không bao giờ chúng ta quên, tại vì đó là chân lý. Những lời của bài hát đã đi sâu vào lòng của tất cả chúng ta, vì đó là những điều đúng đắn trong mọi thời đại. Nó là chân lý của cuộc sống. Trong ngày Vu Lan báo hiếu này,
Xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi dùng hai bàn tay của mình ngửa lên như chúng ta đang nâng niu một đóa hoa hồng. Vì trong mùa Vu Lan này chúng ta không thể có được những hoa hồng tươi, không có thể đi mua được những chiếc hoa hồng để tặng cha mẹ được. Thì chúng ta hãy làm theo Thầy để chúng ta tự mình làm nên những đóa hoa hồng tấm lòng để dâng lên cha mẹ của mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngửa tay lên như nâng đóa hoa hồng ấy. Con kính dâng cha, con kính dâng mẹ đóa hoa hồng từ trái tim này của tất cả chúng con. Xin dâng lên cha, xin dâng lên mẹ thay cho muôn ngàn lời tạ ơn. Xin tạ ơn cha, tạ ơn mẹ cho con cả cuộc đời. Tạ ơn cha, tạ ơn mẹ đã luôn kề cận với con để chúng con có được ngày trưởng thành hôm nay. Xin tạ ơn cha, tạ ơn mẹ đã cho chúng con được niềm tin vào cuộc sống, đã cho chúng con được tương lai sự nghiệp. Tạ ơn cha, tạ ơn mẹ đã cho chúng con được hình hài phúc thể tốt đẹp này. Xin tạ ơn cha, tạ ơn mẹ đối với những gì mà cha mẹ đã lo lắng cho chúng con khi chúng con bệnh tật ốm đau. Chúng con tạ ơn cha, tạ ơn mẹ đã luôn bên cạnh con, vỗ về con khi con vấp ngã cuộc đời mà cha mẹ cũng không than trách. Xin cảm ơn cha mẹ ngàn đời và ngàn lời tạ ơn. Con xin dâng lên đóa hồng từ trái tim này để xin sám hối với cha mẹ. Con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ với những gì mà con đã làm cha mẹ phiền lòng. Con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ với những khi con cứng đầu ngang bướng, không nghe lời mẹ cha. Con xin lỗi cha mẹ đối với những lúc mà con làm cha mẹ tổn thương, làm cha mẹ xấu hổ với người ngoài. Xin lỗi cha mẹ với những lời nói suy nghĩ, thiếu suy nghĩ của con. Con xin lỗi cha mẹ với những gì mà cha mẹ đã hằng mong ước ở con mà con chưa làm thành. Con xin lỗi cha mẹ đã để cha mẹ lo lắng quá nhiều. Con xin lỗi cha mẹ với những gì mà con đã hằng nói dối cha mẹ vì lợi ích cá nhân, vì sự ích kỷ của bản thân mình. Con xin lỗi cha mẹ vì con mà cha mẹ thêm nhiều gánh nặng. Con xin lỗi cha mẹ vì những nếp nhăn trên trán, bởi lo âu phiền muộn vì con. Con xin lỗi vì những chai sừng trên bàn tay của cha của mẹ, vì bao nhiêu dấn thân hy sinh của cuộc đời để lo lắng cho con. Con xin sám hối cha mẹ. Con xin dâng đóa hoa hồng này kính dâng lên tặng cha, kính dâng lên tặng mẹ, dù cha mẹ còn hiện tại với chúng con hay đang ở quê hương xa xôi cách trở nghìn trùng vì dịch bệnh Covid con không về được, hay là cha mẹ đã quá vãng bên kia cảnh giới. Con đều xin dâng lên cha mẹ đóa hoa hồng tốt đẹp từ trái tim này
để nói lên rằng cha mẹ mãi mãi luôn trong trái tim con. Xin kính chúc cha mẹ được sống lâu sống khỏe với các con. Xin cha mẹ được luôn hưởng phước lành và sớm gặp được Phật Pháp, chứng ngộ được Phật tri kiến để mà luôn an vui hạnh phúc. Nguyện cầu cho cha mẹ của những ai đã quá vãng, xin cầu nguyện cha mẹ được vãng sanh về thế giới an lành và yên tâm ở các con. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.